kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Đại đoàn kết của Đài Phát thanh Truyền hình Sóc Trăng. Thưa quý vị và các bạn, cùng với việc phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh Sóc Trăng đã triển khai toàn diện và ngày càng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham gia xây dựng đảng, chính quyền, giám sát và phản biện xã hội, đóng góp các dự thảo luật, qua đó phát huy vai trò là cầu nối giữa đảng, nhà nước với nhân dân, xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, tạo động lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau. Công tác tham gia xây dựng đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp. Xác định rõ vị trí vai trò của mình trong quá trình hoạt động, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sóc Trăng phối hợp với đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Hội đồng Nhân dân tỉnh, các sở ban ngành và các tổ chức thành viên tham gia góp ý kiến trên 186 văn bản dự thảo, dự án luật, nghị định, thông tư của Trung ương và nghị quyết quyết định kế hoạch chương trình đề án, văn bản của địa phương. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thường xuyên nắm tình hình nhân dân, kịp thời tham mưu cấp ủy, phối hợp với chính quyền có các biện pháp sát thực để giải quyết những vấn đề nóng, bức xúc trong nhân dân. Tham mưu cấp ủy, chính quyền tổ chức tốt việc đối thoại với nhân dân, nhất là ở những nơi có phát sinh mâu thuẫn, bất đồng liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Thì mặt trận thì tôi thấy là thường xuyên cùng với Hội đồng dân tiếp xúc cử tri để mà lắng nghe ý kiến của cử tri để là về họp để ra các nghị quyết cho nó thật sự chính xác đối với nhân dân. Thì ở đây thì vấn đề mà giám sát an sinh xã hội, giám sát về mặt cán bộ công chức thì mặt trận đều có tham gia. Thì nói chung là người dân chúng tôi ở đây là thấy rất là hài lòng. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thường xuyên giám sát cán bộ, đảng viên và công tác cán bộ. Đối với việc tu dưỡng rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ đảng viên để thực hiện nhiệm vụ giám sát và góp ý. Thực hiện nghiêm túc các quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị xã hội và nhân dân tham gia xây dựng, giám sát đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ, giám sát trách nhiệm nêu gương. Qua các cái buổi giám sát đó thì thấy là cũng như các chỗ các cơ quan mà chúng tôi giám sát đó thì đơn vị thực hiện rất là tốt. Chúng tôi cũng đã thông báo cho cái việc mình giám sát đến là từng cơ quan để chúng tôi giám sát. Thì để làm sao giúp cho là cán bộ đảng viên thực hiện tốt hơn nữa trong cái thời gian tới cũng như là cái trong việc giải quyết cái thủ tục hành chính của địa phương đơn vị ngày càng tốt hơn. Thực hiện quy chế dân chủ ở xã, phường, thị trấn và quy định số 11 ngày 18 tháng 2 năm 2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với nhân dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân. Năm Mặt trận Tổ quốc các cấp phối hợp với chính quyền tổ chức được 93 cuộc đối thoại của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền với nhân dân. Mặt trận Tổ quốc tham gia giám sát cùng Thường trực Hội đồng Nhân dân cung cấp 206 đợt, tham gia cùng Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp 16 đợt, tham gia cùng các tổ chức chính trị xã hội 21 đợt. Mặt trận Tổ quốc các cấp thường xuyên quan tâm củng cố, kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân, Ban Giám sát Đầu tư của cộng đồng và hoạt động của Tổ hòa giải ở cơ sở. Toàn tỉnh Sóc Trăng hiện có 109 Ban Thanh tra Nhân dân, trong năm giám sát 192 vụ việc. Số vụ đã giải quyết 19 vụ, đã kiến nghị 19 vụ. Ban giám sát đầu tư của cộng đồng giám sát 112 công trình đã kiến nghị 18 vụ, xử lý 18 vụ. Tổ hòa giải ở cơ sở tiếp nhận 3.131 vụ, hòa giải thành công 2.667 vụ, đạt tỷ lệ 85,2%. Thông qua hoạt động của Thanh tra Nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng, Tổ hòa giải ở cơ sở đã góp phần phát huy dân chủ ở cơ sở, ổn định tình hình an ninh trật tự xã hội ở địa phương, hạn chế đơn thư vượt cấp, tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân. Và hàng năm thì Mặt trận Tổ quốc xã Lạc Tây có xây dựng kế hoạch rồi phối hợp và triển khai chương trình giám sát phản biện xã hội. Lựa chọn những cái nội dung giám sát phản biện xã hội gắn với cái các nhiệm vụ trọng tâm của địa phương phù hợp với cái chức năng nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội.
Bên cạnh đó thì có tổ chức triển khai đến ban công tác mặt trận ấp để nắm. Rồi mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã đó cũng đã chủ trì các cái đoàn giám sát, tập trung giám sát những vấn đề của cấp ủy như chính quyền và các tầng lớp nhân dân quan tâm, nhất là những vấn đề liên quan đến chế độ cũng như chính sách và các lợi ích của các tầng lớp nhân dân. Qua giám sát thì có kiến nghị với Ủy ban nhân dân và các ngành xem xét. Hoạt động giám sát phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội các cấp trong tỉnh tiếp tục được quan tâm triển khai thực hiện, đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần hoàn thiện các cơ chế chính sách quy định của pháp luật, khắc phục các hạn chế yếu kém trong quá trình thực hiện. Qua đó, từng bước nâng cao hiệu quả quản lý xã hội, góp phần xây dựng đảng, chính quyền ngày càng trong sạch vững mạnh vì lợi ích nhân dân. Điển hình như Mặt trận Tổ quốc huyện Kế Sách, trong năm 2022, huyện đã tổ chức 6 cuộc giám sát tại các xã thị trấn, như giám sát công tác bầu cử trưởng ban nhân dân ấp nhiệm kỳ 2022-2027, giám sát việc lãnh đạo chỉ đạo thực hiện chỉ thị số 18 ngày 10 tháng 1 năm 2018 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện nghị quyết số 25 ngày 12 tháng 3 năm 2003 của Ban Chấp hành Trung ương khóa 9 về công tác tôn giáo trong tình hình mới. Giám sát đối với cán bộ đảng viên và công tác cán bộ đối với ban thường vụ cấp ủy, cấp xã. Giám sát việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã. Giám sát thực hiện xây dựng mô hình điểm khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn xã. Giám sát tiến độ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo giai đoạn 2-2022 trên địa bàn huyện. Đồng thời tổ chức hai cuộc phản biện xã hội đối với dự án công trình kiểm soát nguồn nước bờ Nam Sông Hậu và góp ý cho luật đất đai sửa đổi. Ngoài ra còn phối hợp 7 cuộc giám sát cùng với các ban của Hội đồng Nhân dân huyện. Việc tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động giám sát phản biện xã hội đảm bảo các nguyên tắc, các quy định, không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các cơ quan tổ chức chịu sự giám sát phản biện xã hội. Có sự phối hợp chặt chẽ trong hệ thống mặt trận và giữa các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với các tổ chức cá nhân có liên quan. Kết quả sau giám sát có tổ chức họp đoàn giám sát để tổng hợp kết quả những mặt làm được cũng như hạn chế cần kiến nghị đến cơ quan chức năng và thông báo kết quả đến đơn vị được giám sát, đảm bảo cơ sở lý luận và thực tiễn, đảm bảo khách quan, công khai, hiệu quả, thiết thực và mang tính xây dựng phù hợp với chủ trương đường lối của Đảng và pháp luật của nhà nước. Để phát huy cái vai trò của mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội trong cái công tác giám sát và phản biện xã hội trong thời gian tới, thì chúng tôi cũng có xây dựng cái kế hoạch giám sát chuyên đề và giám sát cùng phối hợp với các ban của Hội đồng Nhân dân. Thì trong đó chúng tôi cũng nghiên cứu những cái vấn đề và bức xúc nhất cũng như giờ hiện nay và các cái dự án là thực hiện liên quan đến đời sống dân sinh của nhân dân và các cái công trình dự án mà tái định cư rồi hỗ trợ bồi thường rồi cho những cái hộ dân mà hiện nay bị ảnh hưởng dự án, hoặc các cái chính sách của chính phủ hỗ trợ, nhất là các cái chính sách hỗ trợ cho đồng bào dân tộc ở tiểu số và các cái vấn đề có liên quan đến đời sống nhân sinh của nhân dân, và đồng thời cũng thực hiện các cái bước để phản biện xã hội về các cái chủ trương rồi dự án rồi kế hoạch của Ủy ban nhân dân đề ra mà chưa phù hợp với pháp luật hoặc chưa có phù hợp với cái nguyện vọng của nhân dân. Với những kết quả đạt được trong công tác tham gia xây dựng đảng, chính quyền, giám sát và phản biện xã hội, đóng góp các dự thảo luật, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã tiếp tục khẳng định vai trò vị trí của mình trong hệ thống chính trị của tỉnh là cầu nối giữa đảng, chính quyền với nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục Đại đoàn kết kỳ này đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chuyên mục kỳ sau.